Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Good Battleground. Hiện tại là mình đã cày full chiêu chát quỷ 500 của cái thằng Kid Ve Chai rồi anh em ơi. Trong mấy lần trước bị người ta ăn hiếp quá trời quá đất, hôm nay mình phải báo thù. Có ai ra đây chơi không? Wow, sử dụng trái báo đốm luôn kìa anh em. Ghê đấy, nhưng mà không phải đối thủ của mình đâu. Giờ chạy cũng đã quá muộn màng anh em ạ. Chết ngắt luôn đi nha. Thậm chí là chưa dùng tới cái chiêu số 5. Chiêu đó rất là ghê nha anh em. Tạo ra một cái khẩu pháo được làm bằng phế liệu, bắn một cái tia năng lượng. Trời ơi, nhìn kinh lắm. Còn người đứng đằng kia kìa, không dám bước ra ngoài. À quên, đợi mình tí, đi vào cái ống trống đi, cho nó dịch chuyển mình lên phía trên. Chứ đi bộ rất là lâu. Trời, có một người đứng trên cái cây bắn chiêu xuống kìa. Để mình lên phía trên canh tiêu diệt thanh niên đó cho anh em xem. Đó, đang bắn băng xuống anh em thấy không? Xài cái chiêu số 5. Ghê chưa, lắp nguyên một cái khẩu pháo nè. Uy lực cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ xuống tiêu diệt thôi chứ chờ đợi gì nữa. Không có thoát được đâu. Trời, bị đóng băng nè. Mạnh lắm anh em ạ. Cái lúc mà mình mới quay được cái trái 500 nè, lấy ra chơi cho anh em xem có một hai chiêu à. Nên bị người ta hành cho sắp mặt không thấy đường luôn. Chết liên tục. Nhưng bây giờ thì khác nha. Mới luyện được có cấp 80 thôi mà nó đã mạnh như thế này rồi. Luyện lên cấp 300 thì còn ghê gớm cỡ nào nữa. Nhưng mà lâu lắm, thiệt. Bình thường nha, phải treo khoảng tầm 1 tuần hoặc là có thể hơn á thì mới có thể lên được full cấp thôi. Dạo gần đây cũng bận, không có thời gian treo nhiều. À, có thanh niên bay bay ở phía trên kìa. Không biết sử dụng chắc quỷ gì ha. Thấy mình rồi á, chắc chắn họ sẽ đi xuống chỗ này. Hình như là xài trái phượng hoàng. Cũng ghê đấy, lại đây giao chiến với tài ve chai. Mình sẽ bắn cánh tay phế liệu nè lên đây. Đỡ đỡ chứ anh em. Ôi có người, có người. Xài trái mochi, định làm gì? Đâu phải mình dễ ăn đâu. Tới đây. Trời, bắn gai kìa. Nhìn nhẹ chứ cũng phải cẩn thận nha anh em. Thanh niên sử dụng trái mochi này mạnh hơn mình nè. Ghê quá. Không sao, cứ từ từ bình tĩnh. Đừng có rối. Họ cũng mất khúc máu rồi đó. Tới đây nào. Mình sẽ bắn tay chói lại nè. Đấy, càng dí theo mình là càng chết. Còn nhiều máu không ta? Ờ, cũng nhiều đấy. Anh em thấy chưa? Dí theo mình tí là còn xíu máu ngay. Cái 500 lợi hại lắm. Bắn tia năng lượng nữa này. Chuẩn bị dứt điểm luôn nha. Tại cái chiêu số 3. Ôi châu vậy, bay màu luôn này. Chưa chịu chết nữa đeo ạ. Người ta còn có xíu máu à. Bây giờ cũng không xuống đánh được nè, do là năng lượng của mình cũng hết, máu cũng hết, màn hình nó chớp đỏ rồi, đi không nổi. Tức thiệt chứ. Hồi nãy may là thanh niên nó xài cái chiêu chụp mình quay vòng 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 kịp á, không xài chiêu đó kịp thì chết với mình rồi. Giờ sao ta? Ít máu ra ngoài đánh không lại. Đứng trong cái khu vực bảo vệ đi nha. Với lại là thanh niên nó đang đánh với người khác rồi. Bây giờ chỉ cần họ tiêu diệt được một người thôi là máu sẽ lên lại. Khi mà máu lên lại rồi mình ra chơi không lại đâu. Đứng trong khu vực bảo vệ đi cho an toàn. Cái người chơi mà xài trái mochi đó nãy 600 máu phải không? Mạnh hơn mình nhiều luôn á. Mà mình đánh gần chết rồi. Xui ở cái chỗ là cái khúc cuối xài cái hùng với em ạ. Ủa, đứng trong khu vực bảo vệ cũng bị đánh à.
bị lỗi luôn nè, kẹt ở dưới đất. Bơ thật sự. Giờ sao ta? Trời, cũng ráng tạo cái vòng gai ra cho nó bắn mình nữa chứ. Đứng dưới đất cũng không yên. Mà công nhận cay thiệt anh em, mà đáng lý mình tiêu diệt được thanh niên đó rồi. Thôi không sao, một hồi mà gặp lại thanh niên đó là mình sẽ cố gắng mình dí theo tiêu diệt cho bằng được nha. Vòng vòng đây không có ai hết trơn vậy. À, có hai người đang đánh nhau kìa. Để mình ra tham chiến. Sử dụng trái Mera bắn cho cái tia năng lượng vào đầu. Trời, một phát chết ngắt luôn. Anh em thấy cái chiêu nó ghê chưa? Còn một người thì để mình tiêu diệt luôn. Đâu rồi? À, bay qua phía bên đây à. Sử dụng trái báo đớm. Chiêu số 3 hình như là nhấn giữ đó anh em. Càng nhấn giữ thì nó sẽ rút máu đối phương từ từ. Nhưng mà tại vì mình chơi mình nhấn cái quen rồi, đó là thường mình không có nhấn giữ cái số 3. Chạy đi đâu? Ăn hai mạng liên tiếp rồi đó. Hình như là có bạn nhận ra mình chat ở phía dưới kìa anh em. Nhưng mà game PvP có gặp thì mình cũng phải tàn sát thôi anh em thông cảm. Khu này không có ai hết ta. À, nghe tiếng mới có người hồi sinh. Không biết cái thanh niên mà sử dụng trái mochi đâu rồi ha. Ra đây để mình phục thù chứ. Mình thấy không có xài chiêu hết là chạy chạy kìa. Chạy để mình tấn công trước luôn. Xài thêm chiêu số 5 nữa. Trời, bắn bay lên trên trời luôn em ạ. Ghê lắm chứ giỡn đâu. Đứng đỡ đỡ kìa. À, bạn này cũng yếu vậy. Mình cứ tính ghê gớm lắm chứ. Chúng hai chiêu của mình là còn có xíu máu rồi. Tại vì đứng từ xa anh em, mình không có thấy được máu của đối phương, nên không biết từ đó mạnh hay yếu. Qua bên đây đi. Coi còn có ai nữa hay không mình đánh chơi. À, thấy rồi, thấy rồi. Đứng trên cái ống cống kìa anh em. Để mình qua chứ chờ đợi gì nữa. Bên kia cũng có. Xài trái Magu được các kiểu á. Định vui giống cống nhưng mà thôi, sẵn tiện đây có người đánh luôn. Chạy lại đây. Công nhận cái chiêu số 5 sử dụng đã thì chứ. Bay màu liền, rất là nhanh gọn lẹ. Bên đây hình như là còn người chơi nè. Mình có nghe tiếng. Đó, chạy chạy ra rồi kìa. Chỗ này đông nha. Trời ơi, mình đi qua tiêu diệt sạch sẽ hết. Có người xài trái mochi nữa. Không hiểu sao mình ghét em đi xài trái mochi. Phải đánh. Đâu rồi? Tại vì hồi nãy bị người chơi sử dụng trái mochi tiêu diệt mà anh em giờ cay lắm. Thấy người nào xài trái mochi là mình nó bay vô mình tấn công liền. Thế là xong. Trời, chỗ này nhiều người vậy. Quần qua cái tiêu diệt được mấy mạng luôn á. Còn một người núp ở phía trong không dám ra. Nhấn nhầm sử dụng chiêu nha. Qua bên đây đi. Em mình thấy ở phía trước cũng khá là đông vui nè. Không hiểu sao giờ hồi sinh ở khu vực này quá trời quá đất. Tới đây hai ba người lận á. Cứ đánh đại đi hơn. Bay vô thấy người nào đánh gì đó. Trời ơi hiệu ứng kìa. Kinh nghiệm luôn. Đấy, ăn được đi một mạng nữa ngay. Còn người xài trái Mera kìa. Đang nhảy nhảy nhảy. Ôi chết rồi anh em ơi. Cái chiêu số 2 bị lỗi. Là cái chiêu mà chúng ta sẽ lắp nguyên một cái cánh tay phế liệu á để bắn ra. Bị lỗi cái chiêu nó mất tiêu rồi. Tức thiệt chứ. Đây nè, mình đang nhấn nó không còn sử dụng được nữa. Bây giờ phải tự sát thì mới xài được tiếp.
gì vậy? Sao giống mình đang bị hội đồng thế? Tới đây, mình cân hết. Còn ai nữa? Thanh niên sử dụng trái mochi này phải không? Chạy đi đâu? Muốn ăn mạng mình đâu phải dễ nha. Mới luyện lên cấp 80 rồi đó mà bá đạo cỡ này rồi. Gặp ai cũng không ngán. Với lại một phần là trong xe vào này cũng không có nhiều người mà. Còn mấy thanh niên tiêu diệt rồi không á, nên là nó không cộng điểm bounty, không cộng mạng cho mình. Vẫn đang tức nè, cái chiến số 2 không gồng lên được anh em ạ. Nhìn vậy thôi chứ cái chiến số 2 rất là quan trọng nha. Có cánh tay á, rồi chúng ta bắn ra mới khống chế được đối phương, rồi xài những chiêu khác. Không có chiêu số 2 rất là khó đánh. Nhưng mà thôi kệ, chắc không sao ha. Chứ bây giờ đang ăn 8 mạng liên tiếp, reset thì nó cũng ổn. Kệ đi. Phía trước đang có người xài cháy thi ê kìa. Ủa, đứng từ xa vậy mà vẫn bị dính chiêu à? Tầm đánh của trái nó rộng thế. Đứng thả băng đồ cái kiểu. Mình bắn cho một cái tia năng lượng vô đầu. Chuẩn bị có cái mạng thứ 9. Ôi thục lắc luôn. Không có sống nổi đâu nha. Cho dù có cố gắng tới cỡ nào. Còn có xíu máu à. Chết ngắt luôn đi. À một bạn Việt Nam. Nhìn vào cái tên ở phía trên kìa nè. Anh niên sử dụng cái mera nào nãy là giờ như mình tiêu diệt cũng khá là nhiều lần rồi đó. Ôi có người sử dụng trái 500 giống mình luôn kìa. Để mình canh tiêu diệt thanh niên đó chơi. Bắn tia năng lượng. Cũng trâu nha. Nhưng mà không phải đối thủ của mình đâu. Bị đánh bay lên bay xuống liên tục anh em ạ. Đâu có làm được gì, chạy rồi kìa. Định chui với ống cống hay sao á. Gì đâu. Chuẩn bị bỏ mạng đi chứ. 10 mạng liên tiếp rồi đó. Sao trong cái xe vào này không có thanh niên rồi ăn được mạng nào vậy? À có một người mới ăn một mạng kìa. Có người đứng phía trên nhảy nhảy nè ạ. Xài trái phượng hoàng. Chắc là tưởng đứng ở chảnh mình đánh không được. Cứ chờ đi. Để mình ráng ăn cái mạng thanh niên sử dụng cái phượng hoàng phía trên cho anh em xem. Tưởng có chiêu bay là đứng ở chảnh nhìn nhìn đồ các kiểu hả? Được lắm. Ngon ló cái đầu ra coi thử nào. Mình bắn cho cái tiên năng lượng. Đó kìa, đó kìa. Từ từ nha anh em. Mình canh tiêu diệt thanh niên đó cho anh em xem. Không biết làm gì mà đứng ở trên nhìn nhìn á. Trúng rồi kìa. Rơi xuống đây. Này thì nhìn. Không có chạy được đâu nha. Một khi đã rớt xuống cái chỗ này là phải xác định bay màu. Cố gắng cùng vậy đấy. Nhưng mà không có thoát được đâu. Định làm gì? Anh em thấy chưa? Có đứng trên nóc nhà cũng không thoát được đâu. Mình xài chiêu hồi cũng lôi xuống được phía dưới để đánh thôi. À, hình như nghe tiếng có người trong cái đấu trường nè. Để mình vào săn luôn chứ chờ đợi gì nữa. Nếu mà tính ra nha, trong cái server này mình là người nguy hiểm nhất hiện tại rồi đó. Đó, đang đánh nhau hai ba người trong đây nè. Để mình vào tham chiến với. Còn xíu máu hả? Bay nào đi nha. Xử từng người hết. Không chừa ai. Rồi. Còn thanh niên sử dụng trái mera. Hồi nãy giờ gặp nhiều lần rồi đó. Hình như cũng là một bạn Việt Nam á. Mình xin nhắc lại nha. Anh em thông cảm. Đây là game PvP. Nên là bắt buộc thấy ai mình cũng phải đánh. Tức ghê luôn á chứ. Cỡ mà cái chiêu số 2 còn sử dụng được là mình tiêu diệt mấy người chơi khác nhanh rồi. Nó bị lỗi không có gồng lên được anh em ạ.
Thôi, nói chung là chắc tới đây cũng được rồi. Hôm nay là luyện được full chiêu chát quỷ 500 nên là sử dụng cho anh em xem. Lần sau chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Có gì hay ho hơn mình quay tiếp. Bây giờ, bye anh em nha. Trái này sử dụng mạnh và đã ghê chứ.